Ok anh Nguyễn Trọng. Bây giờ Huy nó đánh theo kiểu đua thể lực là ok ngay. Học đang yếu hơn. Teo rồi. Quả đấy Đồng Quang Huy xong ẩn sau nhỉ, cho Quốc Học chạy thì sẽ lợi thế hơn. Hay quá, đường cầu rất giằng co. Hai nhịp rất hay. Vẫn với được ạ. Các vận động viên chắc đang rất mệt rồi. Một đường cầu rất dài. Không còn rồi. Rất tốt từ Quang Huy. Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Vậy là trận đấu được đón chờ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu tứ kết ở nội dung đơn nam lứa tuổi trẻ. Trận đấu giữa Quốc Học và Đồng Quang Huy. Hai tay vợt cũng là hai anh em rất thân thiết và hôm nay rất là đáng tiếc họ lại phải gặp nhau ở vòng thi đấu ngoài. Một người đi tiếp, còn một người thì ở lại. Chúng ta vận động viên Đồng Quang Huy đánh cho đơn vị Lâm Đồng. Bay người rất nhanh Đồng Quang Huy. Của Indonesia đánh giá là có bước chân di chuyển rất tốt. Đập cầu dọc biên. Anh lên livestream muộn lại không được xem học thi đấu. Cầu. Bấm cầu tốt từ Quang Huy. Hải Dương giao lưu ok anh Bùi Đại ơi, mấy nước có giải vô địch đồng đội toàn quốc ở Hải Dương từ 22 đến 26 em sẽ live stream. Cầu ngoài sân. Anh Học hôm qua quất căng quá nên giờ oải rồi. Ok Vũ Hoàng, cảm ơn Vũ Hoàng giúp anh chia sẻ nhá. Anh em Du Hùng. Chém cầu ngoài sân từ Quang Huy. Không, trận này là tứ kết thôi ạ. Kê cầu lỗi full HD rồi. Sẽ up cho anh em xem sớm trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton nha. Phùng Lào rất khó chịu từ Quốc Học. Kéo lưới. Vâng, vặn sườn rất khó chịu những tình huống như thế. Dướn cầu vẫn rất là tốt. Hay rồi. Vẫn còn. Bắt lưới rất nhanh từ Quang Huy. Quang Quân, cảm ơn anh chia sẻ livestream giúp em. Giải này đánh ở nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Nhà thi đấu đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn bị cho SEA Games. Chém cầu rất khó chịu được Quốc Học nhưng Quang Huy vẫn với được. Phải nói là những bước di chuyển của Quang Huy cực kỳ tốt. Các vận động viên phòng cầu rất chắc tay và rất nổ. Không với được nữa rồi. Điểm số 6-7. Hai anh em choảng nhau. Đâu, phải nói là cứ đánh với Quốc Học là kiểu gì cũng cũng sẽ rất là căng bởi vì Quốc Học đánh rất là lì. Quang Huy với một pha cầu lật lưới may mắn. Rất hay. Quang Huy Tipucha anh ạ, nhưng trẻ lắm, nhìn mặt trẻ măng. Chắc phải 2K4. Người yêu gọi về hảo nào không lên anh. Ok anh ơi, người yêu gọi về lệnh triệu tập. Em chào anh Hà Minh. Anh Hà Minh hôm nay đãi thằng em uống bia, hôm nay phê quá. Vẫn với được một pha phòng thủ rất hay từ Quốc Học.
bỏ cầu chính xác hay không. Đó là một tình huống cầu trong sân. Chúc mừng Quang Huy. Vâng, Quang Huy đang thi đấu với phong độ thực sự tốt. Điểm số đang là 11-7 nghiêng về đồng Quang Huy với khoảng cách là 4 điểm. Ok, cảm ơn anh Đức Trung đã chia sẻ. Cảm ơn anh Đức Phùng đã chia sẻ giúp em ạ. Anh Nguyễn Tuấn Dương em chưa thấy hiện đã chia sẻ. Không biết là nó bị lag hay sao. Bình luận hay, cảm ơn anh Hùng Vitamin. Ok, xin chào anh Trịnh Văn Hậu. Cảm ơn đã có lời chào gửi đến Hùng. Nhà mày mình ngay nhà thi đấu nhưng đang xem ly. Ok anh, em thấy. Em mới xe anh nha. Ok, cảm ơn em. Ok, Bùi Huy Hiếu. Giải này có vẻ Quốc Học chưa đạt phong độ. Cảm ơn anh giúp em chia sẻ. Xem được có 360 thôi, không lên được 720. Live stream thì chỉ xem được 360 thôi anh ơi. Xem không bị giật là may rồi ạ. Với cả em đang zoom. Đang zoom gần X3 đấy ạ. Nhà đang ngồi trên khán đài zoom để quay chứ không nên là không được chất lượng nét cho lắm. Điểm đang là 11-7 nhưng về đồng Quang Huy tay vợt phía gần màn hình ạ. Ok, cảm ơn anh Trung Ly giúp em, Trung Lê giúp em chia sẻ live stream ạ. Mọi người nhiệt tình quá. Rất bình tĩnh. Vẫn thủ được. Vâng, rất hay đúng không học. Quang Huy nó di chuyển tốt. Huy cần đánh chắc hơn tí nữa với tập thể lực tốt hơn. Thì khá là tiềm năng đấy. Rất đáng tiếc. Ok, cảm ơn anh Tùng Nguyễn chia sẻ. Thôi Hùng tập trung vào trận đấu nha. Nhiều người ấy quá nên Hùng không kịp trả lời ạ. Cầu ngoài sân. Quay lại chất lượng Full HD rồi. Sáng mai hoặc là đêm nay sẽ up cho mọi người. Vẫn lên. Vẫn qua. Vâng, một pha bay người cứu cầu. Đây cảm giác cầu thủ. Mà thằng Huy nó gõ quả đấy hay, nhanh. Nhưng mà Quốc Học chém cầu tốt nhưng mà ngoài sân một chút, vững chắc cho lắm. Trước là Quốc Học với Quang Huy cũng đánh độ rồi thì Quốc Học thắng. Nhưng mà không biết hôm nay thế nào, cũng phải tùy phong độ nữa. Hai anh em cùng quê Phú Thọ, chơi rất thân với nhau. Phong lao rất khó chịu từ Quang Huy. Rất bình tĩnh. Vẫn xỉa quá. Nhưng đó là một tình huống cầu ngoài. Cảm ơn mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream nhá. 800 người rồi. Cố lên 1k nào. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con số 1k người xem. Xin chào anh Nguyễn Tiến Thành đã giúp Hùng chia sẻ. Ok anh. Một pha cầu mất chân của Quốc Học. Đúng rồi, áo xanh di chuyển tốt. Nhưng mà Huy đánh hay lỗi đúng rồi ạ. Độc cầu chéo sân không chính xác. Việt Nam 41-45 đánh vậy. Đánh rồi anh ơi, anh có thể xem lại live stream lúc trước của em nhá. Chém cầu rất tốt từ Quốc Học. Quốc Học dạo này có vẻ cổ tay tốt hơn. Đánh phong cũng rất chắc tay.
Vâng, di chuyển rất tốt. Vẫn rất xuất sắc từ Quang Huy, vẫn còn trong không? Ngoài sân mất rồi. Hello Phạm Mạnh Cường, đây mới là tứ kết thôi. Vẫn rất chắc chắn. Trận này hay. Liên tục những pha dứt điểm của Quốc Học nhưng vẫn còn, Quang Huy rất dài. Rồi, chém cầu tốt. 16 đều. Này sẽ rất hay. Vâng, cho một tư thế em mỗi người tang một thằng bạn là lên một phát 1k8 người xem luôn. Mọi người tang bạn vào xem cho vui nào. Ui, hai bạn cố lên, ok chị Trang Hiền cổ vũ cho cả hai. Ăn rồi. Thủ Quốc Học thủ vẫn rất chắc, không qua lưới. Ngọc Anh, Nguyễn Dương Ngọc Anh. Tang cả họ hàng nhà anh em mình vào xem anh Việt. Một pha chặn cầu rất hay được Quang Huy. 18-19, liệu đây rồi, 990 rồi. Sắp nhìn thấy con số 1K rồi. Rất bình tĩnh. Huynh đệ tương tàn, ok anh Thắng Nguyên. Huynh đệ tương tàn nhưng rất hay. Quang Huy nó vặn sườn tốt. Quốc Học rất cố gắng nhưng không còn rồi. Chém cầu rất tốt, vẫn còn. Vâng, với cầu cực kỳ xuất sắc từ Quang Huy. Hơi vội vàng. Ăn rồi. Ok. Cùng chào vợ anh cá. Xin chào anh Lam Nguyễn, vợ anh Lai. Giải này đánh đến hết tối mai nha anh ơi. Tối mai chung kết, sáng mai bán kết. Vâng, Quang Huy vẫn đang rất nóng lòng để dứt điểm, ăn điểm nhưng... Ngoài sân 20 đều. Chúng ta tập trung vào trận đấu nha. 20 đều, hay rồi. Rất đáng tiếc ở cuối trận đấu Quang Huy đã đánh mất lợi thế của mình. Quang Huy có vẻ đang hơi chùn tay à. Hoặc Học thì nó đang gây áp lực. Kê lưới rất tự tin được Quốc Học. Ngoài sân 21 đều. Ok, Học đánh toàn 3C như vậy quá hay, thắng là xứng đáng. Được cái là Quốc Học cũng đánh với đồng Quang Huy và cũng thắng một vài lần rồi, đâm ra là không bị tâm lý. Một phần là được đánh một cách gọi là thoải mái, không bị áp lực gì tâm lý. Đã từng thắng rồi cũng là một lợi thế về tâm lý. Đập cầu rất tốt từ Quang Huy. Thực sự đang rất căng thẳng. Cải cầu quá tốt từ Quang Huy. Tiếc thế, đập cầu ngoài. Ăn rồi, dí cầu nhưng vẫn chưa ăn được. Cơ hội tấn công cho Quốc Học vẫn rất chắc chắn. Vẫn còn. Mấy đứa này ít qua lại thôi, qua lại đi đằng sau nhá. Qua nãy giờ vẫn còn. Hay quá. Không cầu lao, vặn sườn rất khó chịu được Quốc Học. Phải nói là hai vận động viên đánh khá là bình tĩnh. Đường cầu rằng co rất hay. Liên tục những tình huống ép Quốc Học phải vặn sườn, ngửa người ra. Có vẻ hai vận động viên mệt rồi. Pha chém của Quốc Học cầu xiết xuống rất khó chịu. Quang Huy đã không thể bền bằng. 23-22. Xin chào An Nguyễn Vũ Phúc nha. Chào tất cả mọi người nhá, nhiều người quá Hồng chào không kịp. Hai mươi ba đều, đầu tỉnh Phú Thọ đấy ạ. Giải toàn quốc anh ơi. Chém cầu không qua lưới. Vâng, cơ hội kết thúc trận đấu lại được trao cho Quang Huy.
Nhưng mà ngày kia mới về Hà Nội, Hùng sắp khản giọng anh em ạ. Xin chúc mừng Đồng Quang Huy với chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Hello mọi người, Sport Hùng đây, và Hùng lại xin phép mọi người một phút để giới thiệu sản phẩm một chút ạ. Trên tay Hùng thì đang cầm một chiếc bó lưng đai lưng của thương hiệu Outline, một thương hiệu chính hãng chuyên về các thiết bị bảo vệ, thiết bị cho người tập gym, người chơi thể thao. Đó. Thì nếu mà anh em nào đang bị đau lưng, đánh cầu khi vặn sườn bị đau lưng hoặc có tuổi rồi thường sẽ bị đau lưng, thì anh em có thể mua một cái sản phẩm này về chơi cầu lông. Đây là một sản phẩm phù hợp cho người chơi cầu lông. Đeo vào rất là dễ chịu và giữ lưng của chúng ta rất là an toàn và rất là tốt. Đây ạ. Thì mọi người sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây ạ. Nó có hai lớp. Đầu tiên là lớp phía trong ốp vào lưng mình. Và lớp phía ngoài thì nó có một lớp dây nữa để thít chặt hơn. Với bó lưng này thì tất cả các kích thước bụng đều vừa nhé. Cái này là tùy chỉnh free size. Chúng sẽ bó qua cho mọi người xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ bó lớp trong trước. Đó. Bó lớp trong trước. Tiếp theo chúng ta có thể thít. Tùy vào chúng ta thì muốn thít lỏng, thít chặt. Rồi chúng ta thít vào. Đấy, nếu mà nó bụng chúng ta bé nữa thì chúng ta thít cái này, thít ấy lên trên, dán lên trên thôi. Không vấn đề gì cả, thực ra eo cũng là bé lắm mà, cũng không. Đấy thì anh em nào eo to thì dĩ nhiên là càng dễ hơn, eo bé thì chúng ta thít. Nếu mà hai cái này nó chạm đầu vào nhau như này thì chúng ta thít một cái đè lên một cái còn lại. Đấy thì cái này thì khách hàng mua bên Hùng cũng rất là khen. Đấy, anh em nào mà đã từng mua bên Hùng cũng có thể cho Hùng xin cái feedback, comment lên trên video để mọi người cùng biết và yên tâm nhá. Sản phẩm chỉ có hơn 100.000 ạ. 160.000 trên một sản phẩm bình thường mọi người mua ngoài thị trường, cái này nó phải bán vào hơn 200.000, và đây là sản phẩm chính hãng nhá, hàng chất lượng rất tốt, thương hiệu Outline cũng là một thương hiệu nổi tiếng. Rồi cảm ơn mọi người nhá, và bây giờ thì chúng ta xem tiếp video thôi nào. Điểm số không đều, Đồng Quang Huy giao cầu. Vâng, vẫn qua, ve lên không, cao rồi. Mờ và giật thì mọi người có thể cho Hùng biết đúng không ạ? Kéo lưới rất tự tin từ Đồng Quang Huy. Rất cố gắng từ Quốc Học, đó là một tình huống trượt chân của Quốc Học nếu xem trận Tuấn Anh. Mọi người muốn xem trận Tuấn Anh thì ngày mai vào kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng để xem nha. Chất lượng Full HD cho anh em. Chém cầu đây, cảm giác từ Quốc Học. Về cầu rất tốt. Cầu ngoài sân. Cảm ơn chị Đặng Quyến giúp em chia sẻ nhiệt tình. Hùng tin là sẽ có set 3 đấy mọi người ạ. Về cầu chéo. Tí nữa thì qua kênh YouTube Sport Hùng Badminton vào đêm nay hoặc ngày mai nha. Cũng sẽ cố gắng up kịp, nếu mà up kịp thì khoảng 12 giờ đêm nay hoặc 1 giờ đêm thì sẽ up lên. Vẫn với cầu được khá xuất sắc từ Quang Huy. Kéo lưới rất cảm giác từ Quốc Học. Anh Thế Phương Sport. Kéo lưới rất tự tin, kề cầu rất lắc, vẫn còn ạ. Nói là Quốc Học dạo này đánh lên tay đấy mọi người ạ. Đánh càng ngày càng hay, Đồng Quang Huy cũng thế. Hai anh em nói truyền năng lượng cho nhau. Vẫn còn, hay quá nhỉ. Một pha gõ điểm từ Quốc Học, nhưng đó là một tình huống cầu ngoài.
Phòng thủ rất bền bỉ từ Quang Huy. Vẫn thủ lên được. Một pha thủ xuất sắc từ Quốc Học, hay quá. Không được rồi. Chia sẻ nhiều quá. Có bị làm sao không? Ok, cảm ơn anh. Chia sẻ nhiều quá là khéo là bị chặn. Huy cảm giác nó khỏe nhỉ. Dạo này thấy ông suốt ngày đang chạy bộ. Quang Huy đang... Vâng, một pha gõ cổ tay rất tốt. Nói chung là xem nhau mọi người ạ. Quang Huy sắc này, trận này cảm giác nó đánh khỏe nhỉ. Huy cảm giác thể lực tốt thật. Bằng tay rồi. Bên kia hai vận động viên đánh cũng rất hay. Cầu ngoài sân. Quang Huy nó tay cũng tốt thật. Nó phông, nó tạt, nghe nổ dã man. Tí thì được. Cầu không qua lưới. Một vận động viên quá khỏe luôn, như anh em mình vào đánh một set 21 mà căng căng thì chắc thở bằng tay luôn. Chỉa lưới vẫn còn. Thủ cầu ngoài sân. Ok, anh Tuấn Hưng đã nhận được cuốn cán, thấy êm nhưng hôm nay chưa thử. Chém cầu lỗi từ Quốc Học yếu rồi. Ok, Quang Huy hôm nay sung rồi. 11-7 cho Quang Huy. Đập cầu chéo sân rất tốt từ Quốc Học. Đang thể hiện sự quyết tâm. 8-11. Cầu ngoài sân. Kéo lưới rất tự tin. Cầu ngoài sân. Chủ cảm ơn đã chia sẻ giúp em. Cố lên, có xếp 3 nào. Cứ cấu giải thưởng thế nào, hết biết không? Em không biết anh ơi. Quang... Thôi, kiểu này toang rồi. 14-9 cho Đồng Quang Huy. Ô, Minh Phúc thua Đồng Quang Huy rồi em. Thằng Huy dạo này đánh lên tay nhờ. Ăn cả Minh Phúc luôn à. Anh tưởng Minh Phúc bị Tiến Tuấn loại cơ. Đập cầu ngoài sân. Tiến Tuấn tứ kết gặp. Nói chung là cùng Sibucha Hà Nội trẻ lắm. Cái thằng em đấy nói chỉ Tiến Tuấn thắng dễ dàng anh ạ. Có cầu rất nhanh thì Quốc Học. Ok, anh Nguyễn Trọng. Bây giờ Huy nó đánh theo kiểu đua thể lực là ok ngay. Học đang yếu hơn. Teo rồi. Quả đấy Đồng Quang Huy xong ẩn sau nhỉ. Cho Quốc Học chạy thì sẽ lợi thế hơn. Hay quá, đường cầu rất giằng co. Hai nhịp rất hay. Vẫn với được ạ. Các vận động viên chắc đang rất mệt rồi. Một đường cầu rất dài. Không còn rồi. Rất tốt từ Quang Huy. 17-11 cho Đồng Quang Huy. 17. Nhưng mà Huy phải nói là nó đánh bây giờ hay thật. Mình cũng bất ngờ với Huy, nó cho Minh Phúc hít đất thì mình biết rồi đấy. Minh Phúc gặp Quốc Học hai lần, Minh Phúc đều ăn. Chém tốt thật. Tuấn Anh đang rất cố gắng để giành chiến thắng lại xét đấu thứ hai. Hy vọng rằng Tuấn Anh sẽ giành chiến giải các tỉnh thành ngành toàn quốc anh ơi. Chém cầu ngoài sân.
thực sự quá khen cho Đồng Quang Huy. Tuyệt vời quá. Ok, xin chào anh Huy Hoàng. Hello mọi người, Hùng lại xin phép mọi người vài phút giữa hiệp để giới thiệu một số sản phẩm đến mọi người nhé. Thì trên tay Hùng đây đang cầm khăn lau mồ hôi Yonex với kích thước là 35x90. Đó, có màu xanh, màu vàng và màu hồng. Giá bán lẻ một chiếc là 120.000. Còn nếu mà mọi người mua 2 chiếc đổ lên thì giá sẽ là 90.000, giá chưa bao gồm phí ship. Theo Hùng thì mọi người nên mua 2 chiếc bởi vì mọi người còn thay nhau đúng không ạ? Đó. Thì tiếp theo, giới thiệu sản phẩm tiếp theo đây là bó khỉu tay, thì có hai màu đỏ và xanh, mọi người có thể chọn. Và mỗi cái túi này nó có một đôi, nên mọi người có thể mua lẻ một chiếc. Đấy, thì bó khỉu tay em chơi cầu lông bị sai kỹ thuật hoặc đánh cố sẽ dẫn đến đau khỉu tay, hoặc thì cái bó khỉu tay giúp hạn chế lực tác động vào khỉu tay và hạn giảm những cái cảm giác đau của chúng ta. Đây là lớp phía trong, chất liệu cũng rất xịn, giống như kiểu chất liệu của bó bắp chân cao cấp vậy. Đó, và tiếp theo nó cũng có đường silicon chống trơn trượt đây. Đấy, đeo rất là bám tay. Tiếp theo nữa là giới thiệu với mọi người cái sản phẩm bó cổ tay, cũng của thương hiệu online hết nha mọi người. Đấy, cái bó cổ tay anh em mà ví dụ đặc biệt anh em mới chơi cầu lông ấy, hoặc là anh em nào đánh cầu cố mà gặp cổ tay xuống thường sẽ bị đau và chấn thương cổ tay. Bạn nào thấy đau và chấn thương cổ tay thì mọi người có thể liên hệ Hùng để sở hữu cái sản phẩm bó cổ tay này. Đó, thì nó có hai lớp, lớp đầu cho bên trong là rất là mềm. Nó sẽ giúp chúng ta đeo cảm giác rất êm tay và nó chống cái sự thít tay gây khó chịu. Đấy, thì mọi người đầu tiên mọi người đeo lớp trong vào, xong mọi người cuốn lớp ngoài. Đấy, chặt hay lỏng thì tùy vào cái nhu cầu của mọi người thôi. Đây là Hùng cuốn mẫu đi nha, tại vì video muốn kết thúc nhanh để cho mọi người tiếp tục xem cầu lông. Đấy, thì ba sản phẩm nha. Thì ví dụ mùa hè này mồ hôi rất là nhiều thì mọi người có thể liên hệ để lấy khăn Yonex. Không, vàng này thì nam cả nữ dùng được, đều dùng được hết. Đấy, cảm ơn và chúng ta lại tiếp tục xem trận đấu tiếp theo thôi.